Hello, dạ chào anh em nha. Dạ chúc anh em một ngày mới tốt lành nha anh em. Vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Chúc anh em được dồi dào sức khỏe. Thì đầu video dạ xin chúc anh em được sức khỏe dồi dào là có tất cả nha các anh em ơi. Thì hôm nay dạ với anh Quân đi bảy dòng dọc. Dạ với anh Quân bảy bên đây nha. Còn Nghĩa với em Quy thì bảy bên kia. Thì dạng quýnh một tấm lưới đứng nè anh em đó, dạng quýnh một tấm lưới đứng nha với một tấm lưới nằm đó, quýnh bài dòng dọc nha anh em ơi. Bài dòng dọc này bài dòng dọc đầu vàng chứ không phải dòng dọc nghệ nha anh em. Thì để dạng quýnh thử coi có dòng dọc nghệ không nha, chừng nào dạng có thì dạng chia sẻ cho anh em xem. Thì anh em xem kênh dạng cho dạng xin một đăng ký nha anh em, một đăng ký nha anh em ơi, đăng ký không có tốn tiền nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Chút xíu dạng vô dạng quay cho anh em xem anh em ơi. Vô thăm nha anh em. Giờ cũng quýnh nãy giờ cũng cũng bồng bộn rồi nha. Thấy dính bộn lắm. Để dạng vô dạng thăm cho anh em xem nha. Cây này mắc mèo. Ngô Mai Dương, Ngô Mai Dương. Bông Ngô Mai Dương nè. Đẹp không? Ngô Mai Dương nha. Tuy gần xù xì nhưng mà lại dính rồi anh em. Đây. Quỳnh quạch nữa anh em ơi. Nè anh em coi nè, quỳnh quạch trắng nha anh em. Đây quỳnh quạch trắng nè anh em. Quỳnh quạch bạc má nha anh em ơi. Để dạng gỡ con quỳnh quạch cho anh em xem nha. Quỳnh quạch này quỳnh quạch bạc má. Ý da. Kéo cái đó, ấy nó ra coi. Từ từ. Kéo cái đầu này xuống nè. Gỡ mấy con hơi hơi đi, còn cái đầu này hơi kéo xuống gỡ. Đây anh em, quỳnh quạch bạc má nè anh em. Đã không? Kìa, anh Quân cũng có hai con nữa kìa. Nè, bạc má nha. Hai con bạc má luôn. Ít vàng. Cù tiểu cũng dính luôn. Đít vàng nè. Đít vàng. À, đẹp ghê ta. Còn dính trên lưới còn nữa, quá đẹp anh em. Đít vàng nha anh em, bạc má đít vàng nè. Đó. Đã không? Đã không? Đó, quá đã nha anh em. Rồi vô để dạng quay anh em xem. Dính cũng đỡ lắm anh em ơi. Nè. Rồi dính nè. Lưới tầng hình vân nè. Bây giờ cày quá anh em, dính này có lý lắm nha anh em ơi, quá đã rồi, dính tới đất luôn nè, nè, ôi ôi dậy luôn, anh em ơi, quá chí rồi anh em, đó, không, quá chí luôn rồi, có dính nè, kẹo luôn nha anh em ơi. Tới dưới đất luôn nha anh em. Toàn ten dưới đất lừ cái chân nè. Ôi ôi coi nè anh em. Quá đã ha. Với em Nghĩa và anh dính sao nha anh em. Còn ở đây dính như vậy là ok rồi. Quá ok rồi. Coi nè. Dính lừ dưới đất cái chân nè anh em thấy không. Nè. Đó thấy không. Hết nói rồi. Coi kìa. Kẹo con luôn, anh Quân đang gỡ đây ra ngoài này luôn coi, tay ngoài này dính không. Ồ, tay lưới chùm dính cũng quá trời luôn anh em ơi. Tay lưới chùm dính cũng dữ lắm. Ồ, tay ngoài này dính cũng ít nha anh em, không nhiều. Tay ngoài này tại trống quá nè. Tay ngoài này dính tầm 20-30 con à. Tay ngoài này dính 20-30 con anh em ơi. Hồi nãy nó đi đường ngoài nó ít lắm. Nó đi đi đường trong. Đường trong mà quá đã. Đường trong này quá phê, quá phê. Ở này kìa. Lưới này dằn gách dữ lắm rồi nè. Quá trời gách thứ này. Ba cái này dính quá. Chuyện dán đường xây nè.
dán đường chạy qua dần dần. Đó. Quá đã. Còn đây là đây con quanh quạch nữa nè, quạch đầu trắng. Còn con sắc ô nó kêu te te nữa kìa, sắc ô ngoài chứ hai con kêu te te sắc non rồi. Nó đậu đó kìa, chúng bay qua dính lùn. Đây còn nữa nè, con quạch này gã nó dễ xúc lông lắm nè, xúc lông tùm lum, không, cắn lông nó luôn, vô, lủi luôn bấy, lủi như củ nưa luôn, gỡ một tài. Con này là đầu vàng anh em chứ không phải dòng dọc nghệ nha, đầu vàng này, đây là đầu vàng, chống máy nè, cặp nó luôn anh em. Cặp chống máy nè, anh em thấy không? Đó, cặp chống máy nha anh em. Con này dính quá trời dính luôn à. Đó, thấy không? Kẹo con luôn nha anh em ơi. Thôi dặn gác máy, dặn gỡ chút xíu nữa, dặn quay thành quả cho anh em xem nha. Anh em ơi, giờ qua tới em nghỉ rồi nha. Hôm nay dặn bảy dính một em nè. Thấy không? Lâu lắm rồi. Đó, lâu lắm rồi mới thấy một em nha. Hàng này đúng hàng hiếm luôn nha anh em. Đó, hàng hiếm luôn nha anh em. Đó, nó kêu đó anh em. Thấy không? Đó, con này đúng đẹp luôn nha anh em. Đúng đẹp luôn nha. Đây anh em ơi. Quá rồi anh em ơi. Cứng hết trơn cái lòng rồi. Sao đổ vô nhiều dữ vậy Quy? Sao đổ vô dữ hả? Chắc đủ quá, chắc tiêu quá. Thầy trò mày chứ không sao không à, cứ ngắt gì để mà nói không sao, hốt ra đi chứ không sao gì, hốt không lấy dán lên, còn ấy dán lên chết hết. Lấy cái này ra, gỡ ra, lấy cái đồ máng ăn ra được rồi, gỡ ra mày lấy ra cho nó coi, lấy mấy cái máng ăn ra coi nè, đè nè, vô máng ăn đè là chết. Lấy mấy máng ăn dục ra, đầu vàng không à anh em ơi. Đó thấy không, có con nghệ nè, vàng nghệ nè, đâu tơ dữ không, tơ dữ không, à, quá đã nha, đầy nhóc lòng luôn rồi. Mình kết thúc video đây luôn nha anh em ơi, xem video ủng hộ kênh của Dạng nha anh em. Thì Dạng có cái động lực để làm những game show hay cho anh em chơi nha. Thì bữa nay bao nhiêu đó là cứng lòng mà nghe anh em ơi. Bây giờ em Quy phải chạy về gấp mới được, để không thôi là chứ không thôi là ấy nha anh em. Rồi bye bye anh em nha, hẹn anh em gặp lại những video tiếp theo nha. Chúc anh em một ngày mới tràn đầy hạnh phúc nha anh em ơi. Bye bye anh em.